Vâng, à, đến với video tiếp theo, cây cảnh nghệ thuật tại câu lạc bộ Tiền Phong, xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đỗ Sinh gửi đến các bạn những hình ảnh được trưng bày, và đặc biệt nhất trong cuốn video này đó là cây chuỗi ngọc mà trong những cái quãng thời gian tôi đi làm những chương trình tôi chưa gặp bao giờ. Đây là hình ảnh của cây chuỗi ngọc. Mới đầu tôi cứ tưởng là vọng cách, nhưng không phải. Bởi vì cuốn video trước tôi chiếu một cây, soi đến cây vọng cách thân lũa. Các anh nói là mảnh đời còn lại. Nhưng đây lại là cây chuỗi ngọc. Cũng đã lũa. Đây hoàn toàn là lũa zin, nguyên thủy, không ghép nối. Nhìn bóng dáng của cây rất là mảnh mai. Đẹp quá. Nếu tính theo chu vi của thân cây thì cái phần thân cốt vỏ còn lại để nuôi dưỡng cây chỉ còn đạt khoảng 25%, 20%, tức là 1/5 được chu vi. Một cái đường rất nhỏ bám như thế này. Vâng, rất là nghệ thuật. Đây là phía ngược lại. Chúng ta xem một cái đoạn tiếp nối. Vâng, đây là cái đà phần tiếp nối để cái nuôi dưỡng cái thân còn lại. Với tác phẩm Chuỗi Ngọc, tôi đã giới thiệu xong với các bạn. Chúng ta đến với tác phẩm Ổi Tàu. Và cũng không kém phần độc đáo với tác phẩm Tùng La Hán. Bóng dáng của một bệ tùng chúng ta cũng cảm thấy rất là bắt mắt.
Vâng, tại thời điểm này mây mù đã kéo đến rất nhiều, phủ kín những cái sườn núi. Chắc lại cơn mưa chuẩn bị đổ ập xuống lúc nào không biết đấy. Đến với một tác phẩm Ổi Ta. Nói chung những cái tác phẩm ở đây tôi có cái cảm nhận là đẹp một cách tự nhiên rất nhiều, với những phần thân bệ, có những tác phẩm lấy rễ làm thân và có những cái đường truyền của thân rất là mang tính chất tự nhiên, rất độc đáo. Và chúng ta đến với một số những cái tác phẩm nhỏ hơn, bonsai mini ở cái phần kệ giá sắt. Một bất ngờ nữa, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm cơm nguội. Vâng, nói đến cây cơm nguội, chúng ta nhớ đến một câu trong bài hát Hà Nội Mùa Thu. Cây cơm nguội vàng và cây bàng lá đỏ. Cây cơm nguội vàng với cái đường nét của thân rất là cổ kỳ. Chỉ có một điều hơi tiếc là không treo thẻ, không có số điện thoại để Đỗ Sinh sẽ làm cầu nối với những người đam mê trong cả nước với câu lạc bộ. Ừ, có không? Cứ treo vào đi. Qua cái số điện thoại thì các bạn đam mê sẽ được biết chủ nhân là ai và số điện thoại để giao lưu. Đó là cái cơ bản nhất, cái mấu chốt nhất trong những cái mục đích của những chuyến đi của Đỗ Sinh. Những cái video của Đỗ Sinh. Từ số điện thoại chúng ta sẽ có tất cả. Có nhà vườn địa chỉ ở đâu. Có tên tuổi tác phẩm. Có các cuộc điện thoại để giao lưu. Thậm chí sẽ giao dịch. Nếu chủ nhân và người mua thống nhất một cái giá cả nào đó. Những cái tác phẩm rất là nghệ thuật. Những cây si đề. Vâng, vùng khu vực trên này có những cái cây mà các anh gọi là cây si đề. Nếu mà mới nhìn chúng ta rất nhầm tưởng là cây sộp hoặc cây túc.
những cái phóng sự của một năm trước khi về với Sơn Dương Tuyên Quang, Đoan Hùng Phú Thọ và Thanh Ba Phú Thọ, thậm chí ở dưới xã Hải Liệu của sông Lô Vĩnh Phúc, Đỗ Sinh cũng đã gặp nhiều cây si đề. Tác phẩm Lộc Vừng tuyệt vời. Chúng ta thấy có 3 tác phẩm Lộc Vừng bonsai mini mà lại có cái phần thân bệ ôm những cái viên đá thấm thủy rất là độc đáo. Các bạn có cảm tưởng một tác phẩm mà tôi cũng chưa gặp bao giờ, mới nhìn tôi cứ tưởng nó cây ổi, là không phải. Để chốc nữa có một người đi qua tôi sẽ hỏi chủ nhân là của ai và tên gọi là gì. Một bất ngờ nữa đó là một cây chanh ăn quả. Cây chanh, một cây chanh ăn quả bonsai đạt đến đỉnh điểm như thế này. Chúng ta bê một cách rất dễ dàng với một bóng dáng chanh bonsai mini. Tác phẩm Si Trắng. Đỗ Sinh cũng sẽ dừng hình video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những video sau. Để nhận được video mới một cách kịp thời nhất, chúng ta sẽ đăng ký kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện đến với mọi vùng miền của đất nước để chia sẻ, để giao lưu, gửi đến các bạn những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật một cách kịp thời nhất.